Vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một cặp loa Buxell chất lượng cao của hãng Pioneer. Đây là cặp S101. Cái dòng này thì nó quá nổi danh rồi. Tất cả những ai là fan hâm mộ của Pioneer đều không lạ gì cặp này. Nó có một cái chiều cao dưới 40 cm nhưng mà nó nặng khiếp đấy ạ. Trước khi đi soi về cái cặp này thì em cũng xin mời các bác chúng ta ngó qua một chút về thông số của nó. Pioneer S101, cặp này được sản xuất vào năm 1987 với cái giá xuất xưởng trước thuế là 25.000 yên. Nó tương đương với khoảng 5,2 triệu Việt Nam đồng tỷ giá hiện tại. Đây là dòng Buxell tầm vừa với bát 18 màng hỗn hợp than chì carbon viền mút. Cái viền à cái màng loa này nó khá là độc đáo đấy các bác ạ. Hỗn hợp than chì carbon viền mút và chắc đôm mũi gốm. Cái chắc đôm này có cái mũi được làm bằng gốm và viền là viền lụa. Côn 2,5 cm. Theo như thông số của nhà sản xuất thì là cái mũi gốm này có độ tinh khiết lên đến 99%. Cái đặc điểm của mũi gốm là gì? Rất đơn giản thôi. Bây giờ các bác có một cái chén ăn cơm đấy ạ, mỏng mỏng ấy. Các bác lấy cái đũa các bác gõ vào cái bát. Các bác sẽ thấy cái tiếng kêu của nó rất chỉ là trong, đanh. Đấy, cái đặc điểm của cái mũi gốm của cái check đôm là như vậy. Nó giúp cho cái âm giải cao cực kỳ trong trẻo và thánh thót. Cặp này có công suất max là 120W một thùng, trở kháng là 6 ohm, độ nhạy 90 decibel, dải tần đáp ứng từ 45 Hz đến 40.000 Hz. Em đã tháo một cái check để sang bên này rồi. Những bác nào mà đã từng chơi qua cặp Pioneer 180A chẳng hạn, thì nếu mà đem cái check của thằng 180A ra so sánh ấy thì cái check của thằng 180 là thua cái check này. Em dám chắc là như vậy. Kích thước của cặp này là nó rộng 21,5, cao 36,3, cao dưới 40 cm đi ạ. Và sâu 22,4 cm tính cả ê căng. Nặng đến 7,7 kg một thùng. Cả cặp nặng 15,4 kg. Tất nhiên là made in Japan rồi. Đây là ê căng. Rất may là ê căng nhìn còn khá các bác ạ. Bây giờ mà cứ đeo mục kỉnh vào mà bới lông tìm vết thì kiểu gì trên cái ê căng này nó cũng có vết chảy rách. Bởi vì hàng bãi mà các bác. Nhưng như em đánh giá ấy, thì cái cặp ê căng này xét theo tiêu chuẩn hàng bãi là còn đẹp. Khung ê căng còn ngon. Các chân gài ê căng còn nguyên vẹn. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi soi đến các tuyến loa. Ở đây là thông số nó ghi ngay phía trước mặt này. Pioneer S101. Check dome 25 mm, tức là côn 2,5 cm. Ceramic tức là gốm đấy ạ. Còn woodfer tức là loa bát là 180 mm, tức là 18 cm. Ghi rất rõ các bác nhé. Đấy là thông số do nhà sản xuất người ta công bố. Còn các bác bây giờ lấy thước mà đo ấy,
Từ chỗ này sang chỗ này không bao giờ đủ được 18 cm đâu. Đây là cận cảnh màng loa, màng hỗn hợp than trì carbon, viền mút, viền zin các bác nhé. Cặp này zin tuyệt đối. Em cũng không biết là cái viền này liệu nó còn sống sót được bao lâu nữa. Bởi vì những cái cặp S101 này về tới Việt Nam thì 100% nó sẽ bị mục. Đó. Phải nói thẳng như thế. Với cặp này ấy, thì em thấy nó chưa mục. Do vậy em cũng không động đến làm gì cả. Và em cũng cứ để nguyên như thế này bán. Bác nào mua cặp này về, nếu như mà đánh một thời gian sau nó có bục ra thì bác tự mang đi thay. Loa bát và loa chép đều là dạng xương. Xương loa là nhôm đúc, niềng cũng là nhôm đúc luôn. Bây giờ chúng ta soi qua một chút về cái gọi là phân tần. Ở đây chúng ta nhìn thấy một bảng phân tần. Cặp này có đến hai bảng phân tần đấy ạ. Ở trên cái bảng phân tần này chúng ta nhìn thấy hai con tụ và một cuộn cản. Cái loa bát này nó cố định với thùng bằng một cái ốc vít khá là to, mà em thì không có cái vít đó để mở được. Do vậy là em chịu chết không tháo được cái bát này ra. Các bác nhìn thấy thấp thoáng cái đít củ nam châm của loa bát cực lớn, nó ít nhất cũng phải bằng đường kính của cái đĩa CD. Tức là cái củ nam châm này có đường kính ít nhất là 12 cm. Cái cặp loa này nó nặng nặng nhất ở cái bát đấy ạ. Bây giờ chúng ta vòng ra phía sau. Đã gọi là loa bãi thì kiểu gì cũng có sứt sẹo, không bao giờ có chuyện nó hoàn hảo cả. Đây là chiếc pin R và đây là chiếc pin L. Cặp này trùng series các bác nhé. Thông số phía sau đây. Pioneer S101 công suất max 120W. Công suất thấp nhất khi phối ghép với một chiếc âm ly là nó cho phép âm ly có công suất thấp nhất là 25W, trở kháng là 6 ohm. Pioneer Electronic Corporation made in Japan. Về chất lượng thùng vách là còn tương đối ổn, không bể, không nở. Chỉ có trong cái quá trình vận chuyển ấy thì kiểu gì nó cũng sẽ có móp nhẹ. Đây, như góc này có tí móp này, đó. Không tránh được đâu. Ở ngay cái trạm đấu dây loa có một bộ phân tần thứ hai. Ở trên bộ phân tần này chúng ta nhìn thấy một cuộn cản và hai con tụ nữa. Như vậy là nó chia ra có đến hai bộ phân tần. Đó, các bác nhìn thấy cái đít loa bát nó có một cái ốc lục lăng chưa? Em không có cái đầu lục lăng này, cho vậy em không tháo ra được. Đít loa bát rất to. Cặp S101 này thì đã có nhiều anh tài đưa lên trên mạng bán rồi. Các bác muốn biết cái bát ấy nó như thế nào ấy thì cứ lên trên Google search một cái là ra thôi. Em chỉ tháo đến đây thôi ạ. Xin phép không tháo nữa. Bây giờ chúng ta chuẩn bị soi đến cái loa chép. Đây, đây là check dome. Mũi gốm, viền lụa. Em sẽ cố gắng quay cận cảnh. Các bác có thể nhìn thấy là cái viền của loa check là viền lụa tẩm dầu và mũi của loa check
là mũi gốm. Zin tuyệt đối các bác nhé. Chắc là xương nhôm đúc. Củ chắc to dã man đây ạ. Em đã từng nghe cặp Pioneer 180A và thấy rằng cái check của thằng 180A về chất lượng âm thanh là thua cái check của thằng này. Ở trên củ check ghi DT022A. Dòng này là cái dòng loa có bịt từ. Ở trong cái thời điểm mà nó ra mắt, xin các bác hết sức lưu ý là thời đó là người ta chưa có màn hình LCD đâu ạ. Mà chỉ có cái loại TV bít lồi CRT. Tại sao phải bịt từ kín như thế này? Tức là khi để gần những cái TV bít lồi CRT, cặp loa này nếu để sát vào TV cũng không bị nhiễm từ đâu ạ. TV sẽ không bị nhiễm từ. Đây, đây là xương đúc nhôm đây ạ. Tất nhiên là trong quá trình bảo quản lưu kho bãi thì cái niềng và cái xương loa bát và cả check nữa nó cũng có biểu hiện lốm đốm. Này không tránh được đâu các bác ạ. Tất cả các bọn niềng nhôm hay bị. Cặp này em bán với giá 3.200.000 đồng và sẽ có video test âm đàng hoàng. Mong các bác chú ý theo dõi. Còn bác nào cảm thấy giá này cao, xin mời cứ tìm ở chỗ nào nó bán rẻ hơn mà mua. Nói thật với các bác, cái dòng này siêu hiếm. Kể cả các bác đi tìm ở các shop lớn không có đâu ạ. Vâng, em xin phép dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở đoạn sau video. Vâng, bây giờ thì em xin phép được test âm cặp Bookshelf Pioneer S101. Ở đoạn đầu thì em sẽ test bằng một đoạn nhạc hòa tấu không lời để thử cái giải âm trung cao. Ở đoạn sau thì là em sẽ test một cái đoạn mà có lời hát để chúng ta kiểm tra cái giải âm lời, âm vocal của nó. Cũng xin mời các bác đeo tai phone vào để có cảm nhận chính xác hơn. Thank you.
cái đoạn test vừa rồi các bác có thể thấy cái giải âm cao của cặp này cực hay. Check lên cực kỳ trong và rất chỉ là thánh thót. Còn âm bát nó khá là mềm mại và nó âm bát ngọt, rất ngọt, mềm mại. Cặp này có lỗ thông hơi phía sau, do vậy bác nào nếu mua cặp này về hết sức lưu ý khi kê kích loa là phải để cách tường hoặc là cách vật cản phía sau ít nhất là 20 cm. Bây giờ thì em sẽ test một đoạn nhạc có lời hát để chúng ta thử cái giải âm vocal. Cho em phút giây ta ân nồng, tình hồng như mơ có em yêu mình anh. Giờ phút quay ngày trôi, đường phố vắng mình em. Người quay lưng giấc mộng xưa u tàn, trời mưa tuôn ngoài hiên vắng nhớ anh. Bàn tay em bao khát khao đợi chờ người đó đến với em thì mãi mãi có nhau. Dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng, thì nếu là cách xa thì mãi mãi nhớ nhau. Bao câu hát chỉ yêu một người là anh thôi. Lời nào cho em phút giây ta ấm lòng, từng hồng như mơ có em yêu mình anh. Giờ phút quay ngày trôi, đường phố vắng mình em. Người quay lưng giấc mộng xưa úa tàn, trời mưa tuôn ngoài hiên vắng nhớ anh. Bàn tay em bao khát khao đợi chờ người đã đến với em thì mãi mãi có nhau. Dù cho bao tháng năm có trôi đi và quên lãng, tình lỡ nếu cách xa thì mãi mãi nhớ nhau. Bao câu hát chỉ yêu một người là anh thôi. Một người ra đi vội vã, mang theo những dấu yêu xa vời. Một người về trong sầu vỡ ta, mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ. Để rồi chia ly từ đây, yêu thương hoa kiếp đau thương người ơi. Để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, hỏi chờ bóng, mơ bóng anh dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phải dấu từ một buổi chiều thật buồn, mây xám theo nhau về sầu thương vẫn kín lấp lối dưới bóng tương lai mịt mù. Bóng anh đã quá xa vời, một mình lê chân lạc loài, lang thang đường về mù khơi. Còn gì đâu anh hỡi, từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ đây đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Vâng, cặp loa dành cho những người nghe khó tính đây rồi. Cảm nhận của em là cặp này có một cái trường âm cực kỳ rộng. Nó tái tạo ra những cái giải âm nó rất thanh thoát. Như kiểu anh em ta hay có cái câu là nghe cực kỳ thoát tiếng. Đặc biệt giải âm trung cao của nó thì rất tuyệt vời, không có điểm gì có thể chê được. Còn trong cái tầm bát này mà đòi hỏi nó uy lực là hơi khó. Cặp này cho một cái giải âm bát rất ngọt ngào và nó có độ sâu. Xin các bác nhớ cho rằng cái màng loa bát là màng hỗn hợp than trì carbon. Tại sao người ta lại phải làm cái màng như thế này? Bởi vì đối với những cái dòng búc xeo hai đường tiếng, loa bát ngoài nhiệm vụ thể hiện âm trầm, nó còn đảm trách cả giải âm mid, giải âm trung, âm lời nữa. Khi cái màng loa là hỗn hợp than trì carbon, nó sẽ tái tạo giải âm vocal, giải âm lời rất tốt. Nó sắc nét,
Và đồng thời với một cái viên mút thì nó cho cái dải trầm nó ngọt ngào. Loa có lỗ thông hơi phía sau, do vậy đảm bảo cho cái dải trầm đánh ra là rất thoáng, không bí bít. Như em đánh giá, đây là một cặp loa nhỏ, với kích thước nhỏ nhưng với cái chất lượng không hề nhỏ chút nào. Trước khi lên sóng thì đã có một bác trai ngỏ ý muốn lấy cặp này. Và cũng mong bác vào xem video để tiến hành chốt cụ thể. Mọi thông tin chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại em đề bên dưới chú thích video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.